Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, diễn biến đáng chú ý trong tuần qua là việc Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm một vị tổng giám mục Ba Lan làm đặc sứ của ngài đến Medjugorje. Trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy 11 tháng 2, đúng ngày lễ Đức Mẹ Đỗ Đức, ông Greg Buck, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Heinrich Hosser của Tổng giáo vận Warsawa Praga, Ba Lan đến Medjugorje trong tư cách là đặc sứ của Tòa Thánh để tìm hiểu nhu cầu mục vụ tại đây. Ông Crespak nhấn mạnh rằng công việc của Đức Tổng Giám mục Hosser tại Medjugorje không liên quan đến tính chất xác thực của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây và chỉ thu hẹp trong phạm vi đời sống phụng vụ và bí tích ở Đền Thánh, nghĩa là những khía cạnh mục vụ. Medjugorje nằm trong khu vực Herzegovina ở phía tây của nước Bosnia và Herzegovina, cách thị trấn Mostar 25 km về phía tây nam và gần với biên giới Croatia. Sáu thanh niên, thiếu nữ nói, đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Từ đó, dòng người lũ lượt đến hành hương địa điểm này để cầu nguyện với Đức Mẹ dưới hai tước hiệu là Đức Mẹ Medjugorje hay Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Đến nay, đã có hơn 40 triệu người đến hành hương tại đây, mặc dù giáo quyền địa phương đã điều tra và không nhìn nhận tính chất siêu nhiên của sự kiện. Tháng 3 năm 2010, dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Vatican đã thiết lập một ủy ban do Đức Hồng y Rooney lãnh đạo để điều tra về các cuộc cho là Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Cuộc điều tra đã chấm dứt vào ngày 18 tháng Giêng năm 2014. Đến nay, Tòa Thánh chưa công bố chính thức kết luận của ủy ban điều tra, nhưng căn cứ vào câu trả lời các ký giả trong chuyến bay trở về từ Sarajevo hôm 6 tháng 6 năm 2015. Người ta cũng có thể đoán được Tòa Thánh sẽ không công nhận biến cố Medjugorje. Trong khi chờ đợi một kết luận chính thức của Tòa Thánh, trong chương trình này, Trúc Ly xin giới thiệu một bài của nhà nghiên cứu Michael O'Neill được đăng trên National Geographic có tựa đề là 5 điều cần biết về phép lạ và các cuộc hiện ra. Thứ nhất, giáo hội khẳng định có phép lạ. Giáo hội Công giáo rất thận trọng trong rất nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề phép lạ. Tuy nhiên, giáo hội thực sự công nhận rất nhiều phép lạ và khẳng định rằng các phép lạ này thực sự đã xảy ra. Trong hầu hết các lễ tuyên phong chân phước và tuyên thánh, Đức Thánh Cha công bố việc nhìn nhận một hay hai phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của vị chân phước và vị thánh được tuyên phong như một bảo chứng cho thấy các ngài đang được hầu cận Thiên Nhang Chúa. Như thế, giáo hội Công giáo trong mọi thời đại, ngay cả trong thời đại này, tiếp tục khẳng định rằng phép lạ thực sự xảy ra. Đã có hàng ngàn trường hợp đã và đang được giáo hội xem xét. Nhiều trường hợp đã được phê duyệt, cho thấy phép lạ được nhìn nhận là đã xảy ra trên khắp mọi quốc gia, trên thế giới, trong suốt toàn bộ lịch sử. Thứ hai, các cuộc hiện ra được báo cáo nhiều nhất là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Một trong những điều khá lý thú là đa số các cuộc hiện ra được báo cáo là các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Cũng có các báo cáo về các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu và các thánh, nhưng cho đến nay, số cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria được báo cáo là nhiều nhất. Cùng với các cuộc hiện ra này, nhiều người cũng đưa ra các thông điệp được cho là rất quan trọng cho tất cả các tín hữu. Thứ ba,
Đến nay, Tòa Thánh chỉ công nhận 16 cuộc hiện ra. Trong suốt lịch sử, giáo hội rất thận trọng trong việc nhìn nhận các cuộc hiện ra. Lý do phải thận trọng là vì rất nhiều các cuộc hiện ra được đính kèm với các thông điệp. Có những thông điệp phù hợp với đức tin Công giáo, hướng dẫn các tín hữu sống phúc lành và làm thế nào để trở nên gần gũi hơn với Chúa Kitô. Nhưng cũng có cả các thông điệp đưa ra những điều kỳ quái, trái nghịch với đức tin Công giáo. Những lời tiên tri về thời sau hết, sự trở lại trái đất của các vật thể lạ. Một số điều rất điên rồ, nên giáo hội cần phải tìm hiểu xem những điều nào có thể trở thành một vấn đề đối với các tín hữu, hoặc đi ngược lại đức tin và luân lý, và thực hiện các điều chỉnh về mục vụ. Thứ tư, cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ được biết đến là vào năm 40 sau Chúa Giáng Sinh. Theo truyền thống, cuộc hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ được biết đến là vào năm 40 sau Chúa Giáng Sinh. Lúc đó, Thánh Giacôbê Tông đồ, con ông Zebedê, đang tuyệt vọng, không biết làm thế nào để thúc đẩy công cuộc rao giảng tin mừng tại Compostela, bên Tây Ban Nha. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, Đức Mẹ hiện ra với Ngài để hướng và an ủi. Sự tích này còn được ghi lại tại vương cung thánh đường Santiago de Compostela, nơi được xem là còn lưu giữ lại thánh tích của Ngài chịu tử đạo vào năm 44. Cuộc hiện ra này của Đức Trinh Nữ Maria là cuộc hiện ra rất lạ lùng, vì lúc đó Đức Mẹ vẫn còn sống. Thứ năm, các thị kiến về Đức Mẹ tại Medjugorje là lạ lùng hơn bất kỳ nơi nào khác trên trái đất. Trường hợp Medjugorje rất độc đáo theo nhiều khía cạnh khác nhau. Trước hết, đã có rất nhiều người trên thế giới nói rằng họ đã nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria, hoặc nhận được các thông điệp, hoặc một phép lạ nào đó đã xảy ra cho họ tại Medjugorje. Thứ hai là từ năm 1981 đến nay, đã 36 năm, 6 thanh niên thiếu nữ nói đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje vào ngày 24 tháng 6 năm 1981, vẫn kiên trì quan điểm của họ. Nhiều người băn khoăn không biết 6 người này thực sự đã thấy Đức Mẹ hiện ra với họ, hay suốt hơn 30 năm vẫn kiên trì phối hợp với nhau trong một nỗ lực lừa bịp rất quy mô như thế. Medjugorje còn độc đáo ở chỗ có rất nhiều thông điệp hàng ngàn và hàng ngàn thông điệp hàng ngày xảy ra từ năm 1981. Những thông điệp này đã được phân phối trên toàn thế giới thông qua mạng lưới được phối hợp rất tốt. Điều này chưa từng bao giờ xảy ra trong lịch sử của thế giới. Thông qua Internet và các mạng truyền thông xã hội, thật là dễ dàng để tung các thông điệp như các thông điệp Medjugorje ra cho các tín hữu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.